Giải mật hang sói khét tiếng của chùm Hitler thời Thế chiến II. Hang sói, còn gọi Wolfskan, là một trong những địa điểm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của chùm phát xít Hitler. Bắt đầu được xây dựng vào cuối năm 1940 ở sâu trong khu rừng Kessin của Ba Lan, hang sói hoàn thành ngày 21 tháng 6 năm 1941. Khi ấy, lực lượng Đức Quốc xã do nhà độc tài Hitler chỉ huy đã xâm lược tiếp khắc Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp. Sau khi bất ngờ phát động chiến dịch Barbarossa xâm lược Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, Hitler đã chuyển tới hang sói và biến nơi này thành trung tâm chỉ huy các hoạt động của Đức Quốc xã tại mặt trận phía Đông. Kể từ khi hang sói trở thành trung tâm chỉ huy, Hitler và... Theo các tài liệu được giải mật, Hitler đã ở hang sói hơn 850 ngày. Để đảm bảo an toàn cho chùm phát xít, hang sói được bao quanh bởi những bức tường bê tông cốt thép dày 2 mét cùng nhiều ụ pháo phòng không. Đặc biệt, hầm trú ẩn riêng của Hitler có trần dày gần 8 mét. Trung tâm chỉ huy này cũng có nhà hàng, tiệm cắt tóc, sòng bạc, để thỏa mãn nhu cầu và sở thích của quốc trưởng Đức Quốc xã. Hang sói được thiết kế có sức chứa khoảng 2.000 người. Đây là nơi sinh sống làm việc của các quan chức cấp cao, binh sĩ, nhân viên phục vụ. Do lo sợ bị kẻ thù hạ độc vào thức ăn nên một số người làm bếp ở hang sói phải thực hiện công việc nếm thử thức ăn. Mỗi lần nếm thử thức ăn, những người này luôn sợ hãi, lo lắng không biết bản thân có sống sót sau đó không. Khi Hồng quân Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi, tiến vào mặt trận phía Đông, Hitler buộc phải tháo chạy khỏi hang sói vào ngày 20 tháng 11 năm 1944. Sau đó, Hitler hạ lệnh đặt mìn phá hủy hang sói vào tháng 1/194. Dù vậy, nhiều bong khe tại trung tâm chỉ huy bí mật một thời của phát xít Đức không bị ảnh hưởng vì được xây dựng quá kiên cố. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.